Bây giờ tới không khí của em. Ý là em không không khí của em nhưng mà em sao á? Mỗi người nó có một cái nguồn năng lượng khác nhau. Ví dụ như anh già đi, nhưng mà nguồn năng lượng anh mang tới nó luôn tươi mới. Anh đâu cần nói gì đâu. Mình không biết là sao biết mà. Nhưng ngược lại em, em là một chàng trai rất trẻ trung, nhưng sự trải đời trong em chưa chắc thù ai. Thì cái khoảng đó anh phải bái em làm sư phụ. Ok ok rồi để đến hồi lắm nè đấy. Trời ơi. Cho nên là bây giờ chúng tôi gọi là bổ trợ cho nhau trong đêm nay, được không? Dạ. Rồi nãy em mới giới thiệu đó, bài này sẽ hát chung với em. Bài này là thật sự là khăn rất muốn hát chung với em. Bởi vì nó là bài hit của lắm. À. Dạ. Nhưng mà bởi vì lâu lâu mình mới được đứng trên sân khấu cùng với Lâm thì mình phải ngỏ ý không trước. Hả? Lo làm anh mấy ca khó đỡ quá. Thấy vậy. Con chào ba. Hả? Kim có làm gì lộ buồn. Con chào ba. Không có gì đâu. Anh hơi bất ngờ tí mà. Giờ hát ha. Hát đi. Buồn là chi em ơi.